Ôi, chào người đẹp luôn. Chào tất cả. Chào người đẹp đây. Có ai mua ủng hộ lại mua. Ai mua ủng hộ dùm cho người đẹp Dung nha. Mọi người coi không mà không thấy ai là mua ủng hộ là buồn quá. Buồn quá. Nha các bạn, sáng nhật á sổ 100.000 luôn các bạn ơi. 100.000 lương ngon luôn. Ông chủ à, bán lương rất vui tính. Đây đây. Đặt sổ nhập sổ luôn chị ơi. Cá dừa hồng cứ 100.000 một sổ rồi các bạn. Có rổ 6 con luôn. Lép luôn. Quang cảnh bên ngoài nhà lồng ép khu chợ đầu mối Bình Điền, chợ hải sản tươi sáng chủ nhật. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi, mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Sống 65.000 một ký, đang tươi sống luôn các bạn ơi, chảy luôn.
khai thác sống nữa nè các bạn. Khai thác 40, 60, 40, 60. Khai thác sống là 40, 60. Là 100.000 rổ.
cho vỗ cá luôn. Cái lăng 70 ngàn các bạn.
25 ngàn. Dung nha. Mọi người coi không mà không thấy ai luôn. Buồn quá. Mấy chị bữa nay nhiêu ký vậy à, cô Dung? Chấm 2 thằng này. Thằng đẹp quá trời. Bác chị nào coi kênh chú Hòa vô mua mực ủng hộ em nha. À. Rùa lép mà có 20 ngàn ký rẻ quá. Cái này cá thiên nhiên thì có lỗ không?
giống cá cơm cái gì hả? Không, cá lồng tông. À, cá lồng tông hả? Có cá cơm. Mới nhìn tôi tưởng cá cơm không hả? Ở trong giữa nó bán này 80 ngàn. À. Cái này nhả nè hai chú. 115 đây.
thủ bắt cá thu đây các bạn ơi, rất vui tính luôn. À dữ luôn, ghê quá. Bao cá lại trên 70.000 nữa, lên 180. Thôi chào luôn nha. Đây cá sòng, cá lạc, đủ thứ các bạn. Cá sổ 1 kg 25 ngàn các bạn ơi, rẻ quá trời luôn nè. Cá đồng giá sổ 1 kg có 25 ngàn. Chục con cái 18 20 con em ơi. Trăm rưỡi đó,
rưỡi lắm nha. Chào cái bạch của anh chuột. Bỏ lại ra cái rừng đưa bên cho bạn nè. Để nè, 150 sống hút ngang. Cái tôi lựa đi, lựa đi bác nha. Đó, 200. Một mấy cái. Giống dây ở đây nè cho nó. Đó, trong sáu quá chị. À, đưa đây, đưa đây. Tôm đang sống cũng lựa luôn. Mày tôm gì mà bỏ dữ vậy đó. Cá thu 100 ngàn bao cân luôn. Ê, quay đây các bạn.
nhiêu mất nè. Có rồi, qua quay rồi. Quay mạnh vô bãi vô. Trời, anh xui sợ, tôi đâu có sợ đâu nên tôi đang chuẩn bị làm YouTube đây. Mạnh lắm đó. Quay anh xui, tôi la lộn gọm lụm cá đuối nữa nè. Cá đuối lên, cá đuối sổ lên 5 trăm. Trời lên xui. Cá thu 100, cá mó nữa nè các bạn. Cá mó 45 ngàn, cá hường 45 ngàn. À, cá mó 45, cá hường 45 luôn. Đây người đẹp bán đi ngoài chợ. Bán dễ thương nữa, căng đủ luôn. Cá ngừa bò sổ luôn, 45 ngàn, cái ngừa bò luôn đẹp. Rồi, chúc người đẹp cũng may bán đắt luôn nha. Cảm ơn chú nha. Cá mối này nhiêu ký vậy cô? 35 ngàn. À, cá mối 35 ngàn, cá mó này con. Cá mó 40. Cá mó 40. Thôi. Bà cụ này lớn tuổi rồi mà vẫn còn bán ở chợ Bình Điền nè các bạn. Bán chợ Bình Điền bình thường luôn. Giờ 1 kg rưỡi con. Nhiêu vậy? 52 ngàn có mạnh không? Rồi. Lát đi kiếm cái đồ hồ hốt. Ôi, chào anh nha. Bữa nay cá hường nè, đầu cá hồi nữa nè, cá cam cũng có luôn nè. Quen nhiều ạ? Bữa nay có cá cam nữa nè. À, cá ngừ nè. Cá cam này đang bán nhiêu? 65 ngàn ký cá cam. À, cá đầu cá hồi này xuống giá có 40 ngàn nè. À, con có 2 ngàn này. Cá cam có 65 ngàn. Cá người bò thì 40 ngàn. Cá mối kìa, cá mối to kìa. Cá mối to kìa ha. Rồi chào luôn nha, chào luôn rồi, chúc buôn may vấn đắc luôn. Dữ ha, chủ nhật rẻ lắm mà. Ừ, tí có 5 ngàn à. Rẻ rồi lại ai đâu có. Trời ơi. Rồi sao có bó. Có mối có người. Có hậu này rẻ bèo, rẻ bèo. Quá rẻ luôn, cá chủ nhật này rồi. Ủng hộ kênh A Còng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.